Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ hai ngày 3 tháng 7 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con 15 ở trên đài Tiền Giang và cái con 26 ở trên đài Đà Lạt. Chúc mừng tất cả anh chị em trên tưởng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai thứ hai 3 tháng 7 trên đài thành phố Đồng Tháp Cà Mau. Mời anh chị em tham khảo đài thành phố. Mình dự đoán cái cặp 28-82 ở đài Đồng Tháp. Mình dự đoán cái cặp 35-53 ở đài Cà Mau. Mình dự đoán cái cặp 69-96. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.